Con chào cô. Ok hello. Ô sao hôm nay con không mở được mic à? Nãy con mở được mà. Giờ yeah. Con mở được rồi. Ừ. Con nghe thấy tiếng con không cô? Có, con nghe thấy con rất rõ. Anh nghe mới à con? Con quên nó là nó rớt. Quên nó rớt bể cái này. Rồi con học với cô đi nha. Dạ. Chính là bây giờ về nhà của cô chưa? Con có thể giảm cái đó chưa? Rồi. Giảm nó vừa đủ nghe với cô là được. Rồi đừng chờ. Con làm bài tập về nhà của cô chưa sáng? Cô nói gì cứ trả lời cho con nha. Dạ. Con làm rồi đúng không? Hả? Con làm bài tập về nhà chưa? Con cứ học với cô đi. Dạ. Con làm chưa nhỉ? Nào tập trung vào đây cho cô nào. Con làm bài tập về nhà của cô chưa? Con làm bài tập chưa Khánh? Dạ rồi. Ok, good. Rồi, thế nào? Cô kiểm tra nào. Thế câu số 1, con chọn gì nào? Dạ. Câu số 1, con chọn gì? Là câu số 1 quá hả cô? Ừ, câu này. Câu này để con viết. Con chọn trò. Con chọn. Chọn gì? Cái này. Rất giỏi. Con dê. Đúng rồi. Con dê. Tốt. Câu số 2 con chọn gì? Câu số 2. Con chọn. Đây cơ. Câu số 2 chính xác. Giỏi. Đọc là gì nào con nhỉ? Dạ. Con đọc là gì? Hạp. Dạ. Con đọc là con mèo. Hạp. Ok, good. Rồi, câu số 3 con chọn gì? Câu số 3. Chọn gì nhỉ? Con đang chọn. Thế hả? Chọn gì con? Con đang chọn. Đây nè cô. Chính xác, rất tốt. Đọc là gì hả con? Dạ. Con đọc chữ đấy là gì? Là con diều. Tiếng Anh cơ. Tiếng Anh hả cô? Kite. Đúng rồi, rất kite. Ừ, đúng rồi, số 4 con. Số 4. Ủa. Women, đúng rồi, con chọn đúng rồi. Women, con đọc cho cô. Women. Women. Ok, nào đọc cả câu nhá. Khánh đọc theo cô nhá. This is a goat. Yeah. This is a goat. Yeah. Goat. A goat. Cat. A goat. Câu một đi con. Đọc là goat. Con dê. Goat. Goat. Okay. Số 2. This is a cat. This is a cat. Đúng rồi. Câu số 3 này. This is a kite. This is a kite. Ok. Tiếp theo, câu số 4 này. This is a woman. This is a woman. Ok, good. Ok, nghe từ con dê nhá. Good. Nghe từ con dê này. Goat. Goat. Goat con nhá. Goat. Ok. Rồi, 10 điểm bài tập về nhà nhá. 10 điểm. Khánh được 10 điểm.
Ok, thế mẹ có giúp con làm bài tập về nhà không hay con tự làm đấy? Mẹ con giúp con một câu. À, thế hả? À, giỏi thế á. Ok, good. Học tiếng Anh có thích không? Dạ. Yeah. Học tiếng Anh có thích không? Không thích lắm ạ? À? Thích. Thích? Ok. Ok, nếu mà có gì khó thì hỏi cô nhá. Dạ. Ok, nào hôm nay mình học sang bài mới nha con. Dạ. Nào mình bắt đầu học này. À thì cô hỏi con bài cũ một chút đã. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Dạ. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Màu đỏ tiếng Anh là red. Chính xác. Màu trắng. White. Tốt. Màu tím. Cái gì? Màu purple. Tím. Chính xác. Purple. Purple. Đúng rồi. Màu vàng thì sao? Yellow. 10 điểm. Ok. Chưa, hôm nay mình sang bài mới nhá. Hôm nay mình sẽ sang khác. Đó chính là sang một unit 5. Answering question. Okay. Answering question. Nào, Khánh Nghiệp đây. Dạ. Ơi, chỗ con hơi ồn. Hôm nay nhà con có khách à? Là do bố con nói chuyện á. Thế hả? Nào. Nào, bây giờ mình học một bài mới nhá. Bài này có tên là question. Thế con có biết answering question là gì không ạ? Dạ. Yeah. Con có biết answering question là gì không? Answering question. Là gì nhỉ? Là trả lời câu hỏi. Được chưa nào? Nào, thế con ghi từ mới vào nhá. Nào, ghi từ mới nhá. Được chưa nào? Ghi theo cô ấy, được chưa? Answer là question, là câu hỏi. Con đọc cô đã, con đọc theo cô rồi ghi nhá. Nào, đọc cho cô nào. Answer. 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 Tiếp theo, answer là trả lời nhá. Question. Yeah. Question. 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 Ok, question là câu hỏi, được chưa nào? Con ghi vào vở đi. Ghi vào vở hai từ mới này đi. Cô ơi. Ơi. Cô bật to to mic lên cái đi. Con nghe không có rõ. Thế á, cô ngồi sát cái mic rồi. Hết cỡ rồi Khánh ạ. Hết cỡ rồi. Con không nghe rõ cô á? Con nghe nó cứ bị mất rồi có. Thế á? Rồi rè rè sao á cô? Thế á? Thế bảo dạ. Xem tai nghe xem nào. Tai nghe có sao không? Thử tháo tai nghe ra xem nào. Tháo tai nghe ra không nghe được gì hết. Bởi vì con đang cắm đấy. Con xem là tai nghe có bị làm sao không? Vì nghe vậy có đỡ hơn không con? Nghe đỡ hơn không hay là đeo tai nghe đỡ hơn? Nghe tai nghe. Nghe vậy được không hay đeo tai nghe? Nghe tai nghe được phải không? Rồi. Ok. Đeo tai nghe. Ok, nào, con ghi từ mới vào vở đi Khánh. Lúc nào không nghe thấy thì phải bảo cô nhá. Dạ. Yeah. Thank you.
Bố bỏ kem cho phòng thuốc đi, cho sâu ở ngoài đây là được. Chứ ồn quá. Xong rồi cô ơi. Ok, good. Cô với Khánh đọc lại một lần nữa nhá. Answer. Yeah. Answer. Ok, answer là trả lời đúng không? Tiếp theo. Yeah. Question. 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 Question là câu hỏi. Con đọc rất giỏi. Nào, mình học nhá. Yeah. Đợi cùng chút. Ok, được rồi. Ok, nào mình có một số từ mới ra đây. Từ đầu tiên, line. Đọc cho cô nào, line. 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 Ừ. Line là cái vạch kẻ nhá. Cái vạch kẻ đen này này, được chưa? Line là vạch kẻ đen này này. Cái vạch kẻ thẳng ấy con, được chưa? Là vạch kẻ. Nào, tiếp theo chúng ta có từ tick. Tick con, đọc cho cô nào. Tick. 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 Được chưa nào? Tick là dấu tích xanh này này, được chưa? Tick là dấu tích xanh này, được chưa nào? Đường kẻ này. Tick. Con có biết cái dấu tích này không? Dạ. Yeah. Con có biết cái dấu tích này không? Con biết dấu tích gì? Đây này, cái dấu tích xanh xanh là cây này con. Tích kê. Ví dụ mà con điều con đúng câu này thì cô giáo sẽ tích cho con một dấu tích kê. Được chưa nào? Đây là dấu tích. Con có thấy dấu tích nào đâu cô? Ơ, không có màn hình đâu con. Dạ. Thế á, để cô share lại xem nào. Nó sao nhỉ? Con nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa con? Dấu tích màu gì? Màu xanh ấy con. À, thấy rồi cô. Ok. Đây gọi là dấu tích. Được chưa nào? Dấu tích xanh ấy. Được chưa? Dạ, còn cái dấu màu đen kia là dấu gì? Line. Đọc là line. Đọc lại cho cô nào. Line. Line. Cái dấu màu đen này chính là cái vạch kẻ. Được chưa nào? Vạch kẻ thẳng ấy. Được chưa? Line này chính là vạch kẻ thẳng. Ok. Tích là dấu tích xanh. Còn cross. Cross là dấu nhân ấy. Được chưa nào? Cross là dấu nhân. Con hiểu chưa Khánh? Ok, good. Rồi thì đọc lại cho con một lần nữa nhá. Line. Line. Tick. Tick. Cross. Cross. Ok, good. Tiếp theo. Now, complete the crossword by the answer in the box. Thế nào? Trong phần này thì con sẽ hoàn thành cái con ơi. Dạ. Yeah. Anh làm gì đấy? Nào, trong bài này thì con sẽ hoàn thành cái trò chơi ô chữ này, được chưa nào? Crossword là trò chơi ô chữ, được chưa nào? Ok. Dạ. Yeah. Con sẽ chọn những cái từ ở đây này để điền vào đúng hàng. Từ ở đây này con. Điền vào đúng hàng. Điền vào đúng những cái ô này. À, cho chơi chữ hả? Ừ, đúng rồi. Cho con chơi giờ luôn đi.
Ok, thì con làm đi xong cô chữa. Được chưa nào? Con chọn này. Được sao? Là con sẽ làm. Có cần cô làm mẫu cho một câu không? Có. Ok, được rồi. Ok, nào. Đầu tiên này, con nhìn vào đây. Ô đầu tiên. Ô đầu tiên là ô này đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Nó gợi ý cho mình. Nó gợi ý cho mình là how are you? How are you là câu hỏi. Nào Khánh nhìn lên đây nào con. Con muốn chơi không? Nhìn lên đây nhá. How are you? Yeah. How are you nghĩa là gì con? Nghĩa là bạn có khỏe không? Không. Thế đây là một câu gì? Câu hỏi đúng không? Bạn có khỏe yeah. Không phải câu hỏi không? Thì câu hỏi cô vừa dạy con là gì nhỉ? Câu hỏi cô vừa dạy con tiếng Anh là gì? Nhìn vào vật. Là how are you? How are you là câu hỏi rồi. Nó là bạn có khỏe không? Thì bạn có khỏe không là một câu hỏi. Thế vậy mình phải điền vào trong chỗ này. Trong cái ô cho ô chữ này. Có nghĩa là câu hỏi. Vậy con nhìn vào vở xem cô dạy con câu hỏi là gì. Con nhìn vào vở ấy. Câu hỏi là gì nhỉ? Quest gì nhỉ? Question đúng chưa? Yeah. Đúng rồi. Thế con sẽ điền từ question vào trong đây. Quest này. Điền từ question vào trong đây. Đúng chưa? Nó ra từ question yeah. Đúng chưa? Đúng chưa? Tương tự như thế. Nào, tương tự như thế nhá. Yeah. Tương tự như thế này. Con nhìn vào cái hình thứ hai. Hình thứ hai này. Đây. Đúng không? Nó coi. Nó chỉ đến cái ô này. Đúng không? Thế con nhìn vào hình thứ hai thì đây là những cái gì đấy? Bức tranh này nói lên những cái gì đấy? Bức tranh này nó đang vẽ cái gì? Dạ. Yeah. Nhưng cái bức tranh này nó đang vẽ cái gì? Chữ thờ E. Đúng rồi. Rồi chữ. Nào, nói chung nó là chữ hay là số? Chữ. Hay chữ. Số? Đúng rồi, chữ. Chữ. Ừ, đúng rồi. Chữ thì chúng ta có từ word. Nhìn vào đây này, chúng ta có từ word trong đây này. Con nhìn chưa? Đây này. Đây có nghĩa là chữ. Chưa nào? Thế vậy thì con sẽ điền từ word vào trong đây. Con hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Dạ. Nào, tự như thế, con làm với các hình khác được không? Cô cho con, dạ. Cô 5 phút để tự làm nhá. Sau đó cô sẽ chữa được không? Dạ. Cô cho Khánh 5 phút để tự làm. Sau đó sẽ chữa được không? Được không con? Chữa. Sửa cho con đấy. Chữa đáp án đấy. À. Ừ. Cô cho con 5 phút để con tự làm. Rồi sau đó cô sẽ chữa cho con nhá. Chữa bài cho con nhá. Sửa bài cho con ấy. Chữa hả? Ờ. Sửa bài ấy. À. Cô xem Khánh con nào. Nghe cứ con nghe cứ lộn lộn sao á cô. Đây là cô nói lại nhá. Cô sẽ cho con 5 phút để con tự làm. Rồi sau đó cô sẽ nói đáp án cho con. Con hiểu chưa? Hiểu. Ok, thì con tự làm đi nhá. Làm ở đâu cô? Con chỉ cần ghi trong vở thôi. Để khi nào một câu hỏi thì con biết trả lời là được. Làm ở đâu cũng được. Thế nào? Bắt đầu nhá. 5 phút bắt đầu. Câu nào khó quá thì để cô chữa nhá. Câu nào khó quá con cứ bỏ qua. Câu số 8 kia là cái gì vậy cô? Số 8 màu đỏ cô. Số 8 đúng không? Con khó số 8 hả? Này, số 8. Dạ. Con. Nhìn nhá. Số 8 này. Ừ. Chỉ vào ô này. Đúng không? Đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Thì số 8 là số hay là chữ? Số. Số tiếng Anh là gì? Con nhìn trong bảng này, con chọn từ có nghĩa là số cho cô. Số tiếng Anh chính là number. Đó con. Đúng number. Không? Ừ, đúng rồi, số tiếng Anh chính là number. Con biết từ này chưa? Đó.
Con biết từ number chưa? Biết rồi. Ok đấy. Và chúng ta sẽ điền từ number vào ô này. Tương tự như thế con làm ô này này. Ô này này. Ô này này. Và ô này cho cô nhá. Được chưa? Yeah. Yeah. Ừ, con làm đi. Làm đi con. Khánh còn 2 phút đây nha. Suy nghĩ đi. 2 phút sau cô sẽ nói đáp án cho con. Con làm được nhiêu đây nè cô. Ừ, cứ nè. Suy nghĩ nốt đi. Cứ làm nốt đi. Cứ làm nốt đi. 2 phút nữa cô sẽ sửa bài cho Khánh. Làm hết sức có thể. Ừ. Khó không con? Khó chứ cô. Ừ, không sao. Bài này hơi khó một tí nhá. Không, không phải khó. Nhưng mà cái dòng nó dài á. Thế ạ? À? Ừ. Con nhìn trong đây con biết được mà. Thế à, giỏi thế. Đây nè. Con quạch 3 cái rồi. Thì còn 5 cái con. Đúng rồi. Thấy nó vào ô nè. Mẹ ở nhưng con phải biết nghĩa đi nha. Dạ. Con phải biết nghĩa đi nha. Nghĩa. Con đang đoán từ đúng không? Nghĩa. Con có đoán từ không đấy? Dạ. Không. Không, giỏi. Không. Ừ, tốt, không đừng đoán từ. Ừ, tốt. Dạ. Sao? Để con xem. Còn 1 phút, cứ xem nốt đi, còn 1 phút cô sẽ chưa bài. Ừ. Con viết vô trong bảng cô chiếu luôn được không? Được, con viết được, con viết đi. Để con viết. Okay. Sao kỳ gì? Sao con không viết được à? Con viết được nhưng mà chưa kịp viết nó đã bày rồi. À con viết gì? Viết nhanh lên. Ủa sao kỳ gì? Sao con? Con viết mà viết chữ thôi mà viết kéo cái chữ tờ ra chút xíu thôi mà nó kéo ra dài quá. Con kéo gì đấy? Dạ. Con kéo đâu? Con viết chữ tờ ở đây. Thế à? Con viết đi, con làm đi rồi cô trước. Cờ.
À, để con xem. Sao kỳ vậy? Nào, xong chưa nào? Cô chữa nào? Chưa. Chưa, nhanh lên. Xong con. Khánh, xong chưa con? Thế mình con. Thế thôi, để cô chữa, mình điền nhá, không hết giờ. Ok, nào. Tiếp theo này. Hôm nay là tích xanh đúng không? Lúc nãy mình vừa học rồi. Vậy chúng ta sẽ điền là tích, đúng chưa nào? Được chưa? Tiếp theo, mình cũng vừa học rồi là cross, điền được luôn, đúng chưa nào? Cô vừa chữa rồi, bên trên là number. Nào, thế cái chỗ này con điền là gì? Con có điền đúng không? Letter ấy. Cái chỗ chữ cái P này con điền đúng là letter không? Letter là chữ cái con. Con có điền được không? Đúng. Ok, đúng. Rất tốt. Rồi, thế là hết rồi. Con làm đúng hết không? Con có làm đúng hết không? Dạ. Yeah. Con có làm đúng hết không? Dạ. Yeah. Con có làm đúng hết không? Chưa, làm được vài cái là cô xóa mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà cô có làm đúng không ấy? Đúng không ấy? Đúng. Rồi, chỉ cần làm đúng thôi. Như nào? Next. Bây giờ nhá, con sẽ nối cho cô. Ok, nối cho cô này. Chúng ta có các từ ở đây. Tree là số mấy nhỉ? Tree là số mấy? Tree là số 4 nha con nhỉ. Đây là số mấy? 3 là số 1 2 3, 3 là số 3 đúng chưa nào? Đúng chưa? Ừ, tiếp theo 7 là số mấy? Khánh ơi thì nghe thấy cô không? Nghe thấy cô không con? Cô không nghe thấy con. Sao cô không nghe thấy con nhở? Để cô gọi cho mẹ xem nào. Con ơi, cô không nghe thấy con đâu. Để cô gọi cho mẹ xem nào. Chị ơi em đang học bình thường xong bây giờ em không nghe thấy Khánh nữa chị ạ. À. Vừa bị thôi chị nên chỉnh hộ của Khánh nhỉ. Ủa, đang ngồi nghe bình thường mà ta. Bạn đây không, em không, bên phía em không nghe thấy được gì. Thế chị kiểm tra cái mic. Rồi. À được rồi chị ạ. À đúng, bình thường mà phải im luôn á. Vâng, lại được rồi chị ạ. À. Nào, con ơi con nghe thấy cô chưa? Con nghe thấy, nãy con mở ra để gãi lưng cái con cắm vô được chút xíu, con nghĩ con gãi tiếp nên không nghe thấy. Thế à? Lần sau nhớ cắm nhá, cô không nghe cho con nói gì luôn. Ok, được rồi. Nào, cô hỏi con này 7 là số mấy? Được. 7 là số mấy? 7. Là số 7. Chính xác, được rồi. Được chưa nào? Tiếp theo này. DFPQ nhìn chung nó là chữ cái đúng không con? Yeah. I am a teacher. Teacher có nghĩa là gì con? Yeah. Teacher có nghĩa là gì con? Teacher đâu cô? Đây. Con không biết. Thế hả? Cô ghi vở cho cô. Teacher là giáo viên. Ghi vở. Cô giáo ấy. Thấy chưa nào? Teacher.
Giáo viên. Con ghi đi, con ghi vào vở đi. Xong chưa con? Xong rồi cơ. Ok. Nào tiếp theo. What's your name? What's your name? Nghĩa là gì hả con? Dạ. What's your name thì có nghĩa là gì con? Dạ. What's your name có nghĩa là gì? Có nghĩa là tên của bạn là gì? Ừ, đúng rồi. Thì đó là câu trả lời. Đó là câu hỏi đúng không? Đúng không? Đúng không con? Dạ. Đúng rồi. Dạ. À. Đây nha. Letter, letter có nghĩa là gì con? Letter, con chưa có biết. Letter có nghĩa là chữ cái, được chưa nào? Con hiểu họ đi. Letter là chữ cái. Ok, tiếp theo sentence. Sentence có nghĩa là gì con? Có biết sentence? Dạ. Sentence, đây này. Cái này là gì con? Con vật. Không phải, sentence là câu. Chưa nào, câu, câu văn ấy. Yêu vở đi con. Sentence, câu văn. Xong chưa con?
rồi cô. Ok, tiếp theo question mình vừa học nó là câu hỏi gì nhá. Và cuối cùng number mình cũng vừa học nó là con số, được chưa nào? Number này là con số này, được chưa? Thế bây giờ mình nối nhá. Nối nhá. 37. 37, số 3 và số 7 thì nhìn chung nó chính là con số, mình sẽ nối vào đây. Đúng chưa con? Đúng chưa? Dạ. Yeah. DFPQ nó là chữ cái, vậy thì nó nối vào đâu hả con? Ô, để đấy. Con. Dạ. Yeah. DFPQ nó là chữ cái. Thế vậy bốn cái ô này, ô nào có nghĩa là chữ cái hả con? Con nối vào đâu? Để con đang tìm. Con nối vào đâu nhỉ? Con nói luôn. Đây. Nối cho cô. Dạ. Nối cho cô. Thế cô gì? Thế con chỉ cho cô đâu có nghĩa là chữ cái, ô thứ mấy trong bốn ô này? Ô. Ô này. Ô nào? Ủa con vạch lời mà cô. Cô không thấy. Sao lại không thấy? Ô nào con? Dạ. Nào chữ cái là ô nào? Thôi cô nối luôn. Ô này. Đây. Cô không nhìn thấy con nối đâu. Được chưa nào? Letter là chữ sao cái. Sao kỳ vậy? I am a teacher. Đây là một câu văn. Thì mình sẽ nối vào sentence. Và cuối cùng what is your name là một câu hỏi. Mình sẽ nối vào đây. Con hiểu chưa Khánh? Khánh? Dạ. Ok. Nào con đọc, con đọc lại các từ cho cô nhá. Letters. Letters. Đọc cho cô nào. Letters. Letter. Tiếp theo sentence. Sentence. Tiếp theo question. Tiếp theo numbers. Number. Okay, good, được rồi. Okay. Okay. Đây sẽ là bài tập về nhà của con nhá. Được chưa nào? Okay. Đây là bài tập về nhà của con này. Được chưa nào? Read, draw and write. Bài tập bài này yêu cầu con là phải đầu tiên là phải đọc này, sau đó là vẽ và viết. Được chưa nào con? Ở đây có tổng cộng 9 câu hỏi. 9 câu hỏi cho con này. Được chưa? Okay. Câu số 1, người ta đã làm mẫu cho con rồi. Draw a line, hãy kẻ một đường thẳng. Được chưa? Và người ta đã kẻ một cái đường thẳng cho con rồi đấy. Con ơi. Dạ. Yeah. Này, câu số 1, người ta đã làm mẫu cho con rồi. Được chưa nào? Đây này, draw kẻ một đường thẳng, và người ta đã kẻ một đường thẳng cho con rồi. Tương tự như thế, con hãy đọc yêu cầu và làm nhá. Được chưa? Ok. Con hiểu chưa con? Ok. Ok. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ok, so is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye Khánh. Gặp con buổi học sau nhá. Bye bye. Con vừa học xong á. Hả? À? Sao con vừa học xong á. Con vừa học xong á? Sao con? Dạ. Ờ, nhớ làm bài tập về nhà của cô. Con là con. Hả? Ê, con là con vừa học xong hả cô? Ừ, con vừa học xong rồi. Làm sao? Thế làm sao? Con thấy mới học có mấy phút mà xong nhanh thế. Thế hả? Bởi vì con không tập trung đấy. Hôm nay con cứ hỏng cái tai nghe ấy, con không tập trung nghe cô đâu. Lần hôm sau là phải tập trung nghe giảng nhá. Con nhìn giờ cái kìa. Ừ, con hôm nay con cứ nghịch cái tai nghe ấy, không tập trung tí nào. Sao phải nhớ tập trung nhá. Ừ. Nào, cho cô nói chuyện với mẹ một tí.
nhá. Nói chuyện với mẹ nha. Ừ. Mẹ con đang học. À thế hả? Mẹ đang học hả? Ok. Thế để hôm sau cô nói chuyện với mẹ nhá. Được chưa? Ok. Bye bye. See you next time. Yeah. Bye.